Chào cô bác anh chị em và các bạn. Đây là một loại gia vị không thể thiếu trong nhà mình khi ăn các món bún hoặc là món mì, ăn với xôi, ăn với thịt nướng, ăn với cơm. Nói chung là rất nhiều các món ăn, đó là sốt tương tỏi. Làm món này để dành ăn dần, để được rất lâu. Với bí quyết làm sao để cho không bị hăng nè, khi nấu ớt mà không bị sặc cũng như là không bị cay mắt. Thì bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu. Phần khuyên sẽ để nguyên liệu ở đây, cô bác anh chị em và các bạn coi qua để mình chuẩn bị trước khi nấu. Một củ hành tây 100g, một củ hành tím 50g, khoảng 20 thếp tỏi 80g, và ớt cay hoặc là ớt không cay đều được. Ở đây là ớt không cay đó anh chị em và các bạn, người ta gọi là pepperoni hay còn gọi là chili pepper, khoảng 200g. Gia vị mình có giấm đen hoặc là giấm trắng hay là giấm táo đều được. Dầu ăn, nước tương và muối. Ớt sau khi rửa sạch, anh chị em và các bạn bỏ cuống. Mình cho vô một cái nồi. Mình lựa cái ớt mà đỏ thì mình làm ra nó sẽ ra cái màu đỏ. Càng đỏ đậm thì sẽ ra cái màu đẹp. Nếu mà có cái ớt gọi là ớt chỉ thiên hoặc là ớt hiểm thì anh chị em và các bạn sẽ phải cho nhiều hơn cái củ hành tây để mình bớt cái vị cay đi. Cái ớt này là cái ớt không có cay, nó hơi the the thôi. Cái này mình khuyên làm cho con nít ăn được luôn. Lấy cái nồi nhỏ nhỏ cái mình chế nước cho ngập. Ở đây là khoảng nửa lít. Rồi cho lên nấu chung với lại một muỗng cà phê muối. Rồi chờ cho sôi lên. Sau khi nhìn thấy sôi như vậy nè, anh chị em và các bạn tắt lửa. Sau đó mình chờ ở đây cho thiệt là mềm, thì chút sau mình đỡ phải nấu nhiều. Trong lúc này mình xay tỏi hoặc là mầm nhuyễn, nhưng mà đừng có giã nát. Mình khuyên có cái máy này xay nhẹ mà nhanh nữa, chứ mình bầm thì cũng hơi lâu á. Củ hành tây với lại củ hành tím mình sẽ xay chung với nhau. Và cái này thì mình sẽ xay với lại 4 muỗng canh dầu ăn, tức là 1/4 cup 60ml. Anh chị em và các bạn có thể làm nhiều, thiệt nhiều luôn. Mình để dành trong tủ lạnh ăn dần. Cái hành này mình cho ra luôn cái nồi luôn. Còn tỏi thì chút mình cho sao, bởi vì tỏi là nó nhanh chín á, mình cho chung với hành nó sẽ bị cháy. Sau đó mình vớt ra và để cho nguội, cái nước này mình giữ lại để chút xíu nữa mình cho vô trong lúc nấu đó. Nãy giờ mình khuyên ngâm có 20 phút, mình tưởng nó chưa được mềm lắm, thì lúc sau mình phải nấu lâu hơn. Ngâm càng lâu thì nó nóng, nó mềm thì nấu nhanh hơn. Rồi chờ cho nó hơi nguội xíu xíu, để không thôi nó nóng phỏng tay, mình mới bỏ cái hộp đi. Rồi cắt khúc, cho qua máy xay xay luôn. Chị em và các bạn biết không, cái này bé My nó ở nhà là ăn chan cái cơm được, cái này ăn thích lắm. Hoặc là mình nấu các món mì đó, cho vô cũng ngon. Rồi chiên cơm nữa. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn và xay nhuyễn. Mình cho dầu ăn vô xay như vậy sẽ giúp cho ớt lên màu đỏ đẹp. Sau khi xay xong thì mình nấu luôn.
cho lúc nãy mình có dầu rồi, bây giờ mình chỉ đảo thôi. Chị em và các bạn để lửa lớn ban đầu, sau đó hạ lửa xuống trung bình. Mình đảo trong vòng 2 phút thì mới cho tỏi. Để lâu hư thì cũng có thể cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn nữa. Khi mình cho dầu nhiều, chút xíu sau nó tươm ra, nó đầy ở bên trên cái hũ, thì cái hũ này mình để lâu hư. Rồi tiếp tục phi cho đến khi nhẹ tay. Sau khi mình nấu được 2 phút nữa, lúc này cho ớt. Tiếp tục lửa trung bình, mình nấu thêm khoảng 2-3 phút nữa. Với cách này thì không có bị sặc, tức là nó không có bị hăng đó. Chứ hồi trước mình khuyên làm cái cách mà chờ dầu nóng xong mình cho vô á, trời ơi mình khóc như mưa và hắt xì chịu không nổi luôn. Còn cách này thì thoải mái. Và tiếp tục mình nấu khoảng 2-3 phút vậy đó, và đảo liên tục sát với đáy nồi cho không có bị cháy. Mình lấy khoảng 200ml cái nước luộc ớt lúc nãy nè để tráng cái cối. Rồi cho hết vô luôn. Một muỗng canh giấm, một muỗng canh nước tương, 15ml đường trắng hoặc là đường nâu đều được, 2 muỗng canh, 35g, với này 1 muỗng cà phê muối. Rồi cho hết cái chén gia vị. Tiếp tục nấu lửa nhỏ, không thôi thì mình đậy hé nắp cho nó sôi nhẹ nhẹ. Vậy bếp chính số mình để số 3 và nấu khoảng 12 phút. Thỉnh thoảng anh chị em và các bạn quay lại, mình đảo qua một vòng vậy nè cho nó không có sát với đáy nồi, đồng thời cho nó bốc hơi nước. Rồi tiếp tục nhớ đậy hé nắp cho hơi nước nó bay lên đó, và giữ cái cây này như vậy thì nó không có bị cháy bên dưới cái cây vá gỗ. Nấu cho đến khi nào mình nhìn vô mình thấy tách dầu. Sau khi mình quậy được thêm vài phút nữa thì mình thấy nó đặc rồi nè, ra ngon quá chừng. Tắt lửa và cho liền luôn vào trong cái hũ keo, đậy kín nắp. Để khi cần là mình có liền luôn. Ngon quá chừng cô bác anh chị em và các bạn thấy sốt tương tỏi của Vinh Khuyên làm ra, ngon ghê chưa? Màu đẹp. Cái hũ keo của mình là đã được tiệt trùng sạch sẽ rồi đó. Mình cho vô như vậy là mình để được lâu lắm. Sau khi mình cho đầy vô xong cái mình đóng nắp lại liền luôn. Như vậy nó tạo chân không á, nó không có bị hư. Rồi mình chờ thiệt nguội, để vô trong tủ lạnh thì để được rất lâu. Nhớ là phía bên trên mình phải cho nó một chút xíu dầu, như vậy bảo quản lâu hơn. Nhìn nó ngon, thèm ghê. Còn cái này mình cho ra chén nè, ngon ghê chưa? Sốt tương tỏi, ăn gì cũng ngon. Nhớ đậy kín nắp và chờ nguội thiệt nguội luôn, mới cho vô trong tủ lạnh. Để được lâu lắm cô bác anh chị em và các bạn ơi.